nghĩ. Độc thân thì suốt ngày lên mạng đăng status thả thính, nhưng thực tế thì đang bận chốt đơn rồi. Chốt đơn vào đầu chưa party là chốt đơn sửa mặt xin ca này. Chốt đơn, chốt đơn. Người ta nghĩ độc thân thì chỉ ngồi ủ rũ chế hình kỷ niệm sau khi chia tay, coi phim một mình và khóc nấc. Thực tế nè, mình tắm rửa nên đồ đẹp đẽ, đi ăn cả thế giới luôn. Nhắn gì nhắn hoài, không thèm. Người ta nghĩ độc thân là cô đơn một mình, không ai quan tâm. Thực tế nè, mắc đi chơi với bạn rồi ai rảnh đâu mà buồn. Hấp vào xong chui ở đó bụng quá. Cái này bôi xong là khỏe miền khỏi là. Nhắn cô bún bò một phút nữa qua tới. Bạn thấy không, độc thân một cách tranh điệu và tận hưởng. Còn gái FA không thuộc về ai mới là quyến rũ nhất đó. Mình xuống lấy đơn hàng và gọi chứ Baki không nồng giùm em nha. Tới liền, tới liền.